nhằm định vị rõ ràng hơn trong phân khúc của khách hàng mà mỗi mẫu xe hướng đến. Từ ngày 12 tháng 4 năm 2024, VinFast đã thông báo sẽ đổi tên hai mẫu SUV của mình là VF6 Base và VF7 Base thành VF6S và VF7S. Với tên gọi mới, VinFast VF6S được định vị là dòng xe nâng tầm trải nghiệm gia đình, với nhiều trang bị công nghệ cao cấp cùng mức giá chỉ từ 675 triệu đồng. Mẫu xe được vinh danh là Ô tô của năm trong phân khúc gầm cao cỡ B tại giải thưởng Car Award 2023 được xem là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng mong muốn sở hữu một dòng ô tô gia đình rộng rãi, tiện nghi, mang đến trải nghiệm lái xe thoải mái và an toàn. Trong khi đó, VinFast VF7S được xem là mẫu xe giúp người dùng bứt phá giới hạn, thỏa mãn đam mê với thiết kế, trang bị nổi bật, khả năng vận hành mạnh mẽ cùng mức giá chỉ từ 850 triệu đồng. Mẫu SUV cỡ C dành cho khách hàng yêu thích phong cách thể thao năng động, đồng thời mong muốn trải nghiệm cảm giác lái xe phấn khích và đầy hứng khởi. Xét tương quan khi so sánh với các dòng xe xăng cùng phân khúc, dù không phải phiên bản Plus nhưng VF6S và VF7S vẫn nổi trội hơn hẳn về không gian nội thất rộng rãi, trang bị cũng như chi phí sử dụng tiết kiệm. Vì thế, VF6S và VF7S được đánh giá là lựa chọn hoàn hảo với ngân sách tối ưu. Được chắp bút từ studio danh tiếng Torino Design, VinFast VF6S sở hữu ngoại hình bắt mắt, với chiều dài trục cơ sở lên đến 2.730mm, giúp không gian nội thất trong xe rộng rãi nhất phân khúc B, mang lại sự thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau. Torino Design cũng mang tới cho VinFast VF7S, một thiết kế vũ trụ phi đối xứng thời thượng. Mui xe vuốt xuôi, về phía sau phong cách cúp kết hợp với la răng hợp kim 20 in giúp VF7S, nam tính và thể thao hơn. Chiều dài trục cơ sở của VF7S lên tới 2840mm, vượt trội hơn tất cả các đối thủ chạy xăng trong phân khúc C. Ngoài ra, mẫu CSUV SUV điện còn sở hữu nhiều trang bị tiện nghi vượt tầm phân khúc, như màn hình cảm ứng 12,9 in, hát trên kính lái tùy chọn, hệ thống 8 loa. Đặc biệt, trải nghiệm lái trên VF7S được đánh giá là vượt trội so với các mẫu xe xăng cùng tầm tiền với động cơ có công suất tối đa 130 kW và mô men xoắn cực đại 250 Nm. Các mẫu xe xăng cùng tầm giá hiện chỉ có công suất khoảng 103. 116 kV kép và mô men xoắn cực đại từ 200 Nm đổ xuống, kém xa VF7S. So về hiệu quả kinh tế, cả hai mẫu VF6S và VF7S đều được đánh giá cao hơn hẳn so với xe xăng cùng phân khúc từ chi phí lăn bánh, chi phí nhân liệu đến phí bảo trì, bảo dưỡng. Cụ thể, do được miễn 100% lệ phí trước bạ, VF6S và VF7S giúp khách hàng tiết kiệm đến gần 100 triệu đồng khi đăng ký biển số, giúp giá lăn bánh chỉ nhỉnh hơn chút ít so với giá niêm yết chi phí nhiên liệu của VF6S nếu tính cả phí thuê pin, cũng chỉ khoảng 1.100 đồng trên km, trong khi với VF7S là khoảng 1.500 đồng trên km, thấp hơn rất nhiều so với mức hơn 2.000 đồng trên km của xe xăng. Chu kỳ bảo dưỡng dài, ít linh phụ kiện cần thay thế cũng giúp người dùng VF6S và VF7S tiết kiệm khoản tiền không nhỏ trong suốt vòng đời xe. VinFast cũng đang là hãng xe cung cấp nhiều gói bảo hành và dịch vụ hậu mãi hấp dẫn cho khách hàng sử dụng ô tô như xưởng dịch vụ không ngày nghỉ, dịch vụ sửa chữa lưu động, bảo hành chính hãng 7 năm, VF6S và 10 năm VF7S, lâu nhất thị trường. Hệ thống chạm sạc 150.000 cổng trên 63 tỉnh thành, từ sạc thường đến sạc nhanh, giúp người dùng xe điện nói chung và VF6S, VF7S nói riêng có thể tiếp cận nhanh chóng để nạp năng lượng cho xe, giúp chủ xe yên tâm trong mọi hành trình. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh. Để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.